Tôi xin được trân trọng kính mời Hồng Vân cũng đến từ Quan Viên Thảo Gái. Xin được trân trọng kính mời. Và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả những tràng pháo tay của quý vị đã dành tặng chào đón tiếng hát của bạn Hồng Vân. Lời đầu tiên em xin gửi lời chào thân mật nhất đến quý vị khách quý đến dự buổi lễ thành hôn của hai anh chị hôm nay. Để chúc thay cho lời chúc của mình đến anh chị thì em xin gửi đến bài hát Tình Yêu Của Tôi.